Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng nhập phá cái đầu tiên nha. Trung quét Internet Memos. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Postmaster. Player 1, choose. Wow. Chết luôn. Oh my god. Ok. Fatality. Epic win.
Let's go. Player one, choose. Hồi cao, cái này cho tầm khoảng 18. 17, 18 là đẹp. 18 đây. Nếu mà xuống đây thì theo mình nghĩ khoảng 16 hoặc 17. Ok. 16 đi. 16 chưa tới. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Subway Surfer. Let's go. Ok, và tựa game này mới update. Cái này như kiểu là Halloween. Còn rồi, Halloween Let's go. Oh my gosh. Cho người ta xuống lại nào. Màu sắc của những toa tàu rất là khó nhìn, bởi vì nó toàn là màu tối hết. Cũng là một ngày lễ Halloween. Hãy
Oh my god. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Ok. Oh man, okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Level 1. Ủi luôn cái này đi. Level 2, ok, let's go. Oh man. Tiếp rồi chúng ta. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Cái này cần 15.000 cơ, mình chưa đủ tiền đâu.
Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái nơi theo Rap Bone 4, let's go. Ok, level 38. Wow. Cứ chạm vào là chết luôn. Thế thì mình phải nhảy xong rồi đó, sau đó thì mình sẽ gửi cho anh chàng này nhảy ra ngoài.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. CR Rushing 2. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.